sứ thẩm mỹ Minis Laminate đang được ứng dụng duy nhất tại nha khoa thẩm mỹ quốc tế Juniento, là phương pháp làm răng sứ hiện đại và đột phá nhất hiện nay. Minis Laminate xóa bỏ mọi hoàn toàn lo lắng của bạn khi làm răng sứ thẩm mỹ như không mài răng, không diệt tủy, không hôi miệng, không đau đớn, không ngây bút và an toàn tuyệt đối. Với răng sứ được làm theo phương pháp Minis Laminate tại Juniento, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi răng gốc được giữ nguyên vẹn nhất. Bạn chỉ cần làm nhám bề mặt răng gốc để tạo độ bám tuyệt đối cho răng sứ mới. Răng sứ phương pháp Minis Laminate siêu mỏng và sử dụng chất lượng cao cấp, đảm bảo độ bền chắc vĩnh cửu, được chuyên gia hàng đầu chế tác hoàn toàn bằng tay ngay tại laboratory của Juniento. Với Minis Laminate, răng sứ không chỉ đẹp mà còn khỏe mạnh, bền chắc vĩnh viễn. Minis Laminate không chỉ đem đến cho bạn nụ cười hoàn hảo mà còn là nụ cười hạnh phúc viên mãn. Minis Laminate, chuẩn mực của răng sứ thẩm mỹ duy nhất tại Juniento. Gọi ngay hotline 1800 0001 để được tư vấn miễn phí. Juniento, tầng 5 Imperial Building, 71 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Juniento, it's real smile.